Toàn thể các giáo viên đã đồng hành cùng lớp, gặp bác Thắng, cô Hà, cô Hạnh và rất nhiều giáo viên khác trong trung tâm. Các thầy cô đã giúp các con chúng em đã trưởng thành đến bây giờ. Và em tin chắc rằng còn 3 năm nữa ở cấp 3 thì các con chắc chắn cùng với CTC sẽ đạt những mục tiêu cao hơn nữa.